Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục cuộc hành trình đi săn đồ cổ ở Mỹ của mình. Thì hôm nay mình có chốt được một chiếc đồng hồ cúc 8 ngày với giá siêu rẻ. Bây giờ thì mình sẽ đến đó để lấy. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ ghé vào một tiệm đồ cổ để xem bên trong đó họ có bán những cái gì, xem mình có mua được cái gì hay không. Và các bạn đừng quên like and share and comment cái video trước của mình để có cơ hội nhận được chiếc đồng hồ Citizen Eco Drive 200. Thì các bạn chỉ được like and share and comment thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi mua đồ cổ của mình. Cuối cùng thì mình đã tới nhà họ rồi. Thì mình đang chờ họ ra để mình lấy chiếc đồng hồ cúc. Thì chiếc đồng hồ cúc mình mua cũng rất là rẻ thôi. Giờ mình đang chờ họ xem như thế nào. Cuối cùng thì bây giờ mình đang chờ họ để họ đưa chiếc đồng hồ cúc ra. Mình mua chiếc đồng hồ này cũng rất là đẹp. Thì bây giờ mình đang chờ họ đưa ra. Oh, hi, how are you? Summer, oh. No. Oh, it's okay? Yeah, he's Fanny. Friendly. Oh, okay. How are you? I'm good. How are you? Good. Hi, my name is Tom. Nice to meet Mark. You. Yeah, nice to meet you. Oh, it's okay if I can record video? Yeah. Yeah. That's fine. Yeah, because I like this clock. So, do you know any history about this one? All I know is that it was my friend's grandmother. Uh-huh. And she had it, and then when they moved to another place. Oh, I see. Wow, this one is beautiful, right? Good. But let me go get the weights. Oh, the weights. Okay. Come on, Summer. Okay. Let's go. Come on. Yeah. Chiếc đồng hồ này cũng rất là đẹp. Này, mình mua với giá chỉ có 50 đô thôi. Yeah. Nice dog. Okay. Thì bây giờ họ đang lấy mấy quả tạ với quả lắc cho mình. Thì chiếc đồng hồ này mình nhìn qua thì chắc phải sửa cũng rất là nhiều thôi. Yeah. Thì mình sẽ... Oh yeah, it's okay. He's so friendly. Okay. How about the pendulum? So do you have the pendulum? The what? The pendulum. The pendulum, I don't know of any pendulum. Oh, okay. I think it's all weights. Okay, that's okay, yeah. And I never received a pendulum on it. Okay. So... but yeah, can you open it for me? Yeah. Yes. Okay, I got it. Okay, yeah, that's okay. Okay. Yep, I like it. Yep. Mm-hmm. All right. Mình mới chốt xong chiếc đồng hồ cúc này. Người chủ cũng rất là sao ta, rất là friendly, cũng rất là tốt bụng. Người ta giúp người ta cho mình quay video. Với lại chiếc đồng hồ này mình chỉ chốt có 50 đô thôi, cũng rất là rẻ ấy. Nhưng mà mình cũng phải cần dành thời gian để sửa cho chiếc đồng hồ này cho nó chạy, tại vì bây giờ nó mất quả lắc rồi, một số phụ kiện nó bị rơi ra. Thì mình sẽ về nhà mình sẽ chỉnh sửa lại. Thực ra 50 đô cũng đối với mình thì rẻ, nhưng mà bên này cái chùi dầu với lại các thứ này nó rất là mắc, nhưng phần lớn là mình tự làm. Còn nếu mà ngoài tiệm thì người ta sẽ đòi 200-300 đô để sửa một cái đồng hồ. Thì mình biết một chút xíu thì mình sẽ sửa cái đồng hồ này thì sẽ đỡ hơn. Thì bây giờ mình lấy xong chiếc đồng hồ cúc này, bây giờ mình sẽ ghé qua tiệm đồ cổ để xem là có đồ gì mình mua được không. Thì bây giờ mình sẽ lái xe tới đó. Cuối cùng mình đã tới cái tiệm đồ cổ mà mình muốn coi một số món đồ. Thì bây giờ mình sẽ vào đó để xem có món đồ nào mình mua được hay không. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi luôn. Ở đây có rất là nhiều đồ để coi. Thì bây giờ mình sẽ mở rộng hơn cho các bạn coi. Oh yeah. Đây có cái đồng hồ mình cũng dễ thương. Nhưng mình không thích cái đồng hồ. Ok. Để mình coi xem có đồ gì. Ở đây có bát đĩa này, rất là nhiều thứ.
đồng hồ. Yeah. Mình sẽ đi lòng vòng xem sao. Ờ, cái đồng hồ này cũng đẹp mà not for sure. Không có béo. Sẽ đi lòng vòng cho các bạn coi. Rất là nhiều đồ. Oh, con taxi. Oh, cái đồng hồ này người ta bán mất rồi. Coi xem giá bao nhiêu. Wow, 700 đô mà người ta bán được á. Giá này cũng cao ghê. Okay. Coi. Đồng hồ này mình không có mua. Đây có rất là nhiều đồ. Ồ, đây mình có một cái đồng hồ đây. Người ta gọi là đồng hồ này Dutch clock, 175 đô. Thì cái loại này thường thường là người ta bán khoảng euro khoảng 100 đô thôi. Nhưng mà cái này nó kích thước lớn đó, người ta để giá cao. Rồi đồ bán này người ta bán rất là nhiều. Ok, đây cái đồng hồ này mình cũng muốn coi đây. Đây, cái đồng hồ này mình cũng muốn coi. Đồng hồ này là Isaka. Mình đang coi xem nào. Cái này cần sửa rất là nhiều, mình không biết là giá bao nhiêu đâu, họ đòi 400. Ờ, mất cái nắp rồi. Okay. Để mình hỏi xem mình có thể trả giá được cái đồng hồ này không? Cái đâu mình không thể mua được. Để mình hỏi thử xem sao. The clock? Yeah. So what is the price in here? So 300. So today it's 150. 150? Yeah, so it's 50% off. How about can you do 100 cash? I can't make. Uh-huh, so probably, I don't know about that. Yeah, because this only needs repair a lot, so also missing the back, missing the back cover. Yeah, yeah. So maybe at the register they might be able to. Mm-hmm. So can you ask, I'll see, but that's pretty cool, all that stuff. Mm-hmm. Yeah, so okay, let me work around and so okay, 100 cash. Okay, perfect. So yeah, can you hold it for me? Sure. Let me work around and yeah. Yeah. Okay, mình mới mua. Vincent. Wilson? Vincent, yeah. Vincent. Yeah. Mình mới mua chiếc đồng hồ đó 100 đô nên bây giờ mình sẽ đi lòng vòng xem sao có đồ gì nữa không. Đây có đồ tàu này. Đồ tàu. Cái tục này không có mua được. Tượng này. Wow. Đây họ cũng có rất là nhiều đồ. Coi, cái bàn này không có mua được. Đồ tàu, cái thứ này nọ. Yeah, đây đồ cũng rất là nhiều đồ. Yes. Ngoài kia còn nhiều đồ nữa, mình không có ra. Mình chỉ đi vòng vòng ở đây thôi. Xem có đồ gì khác không. Okay. Quần áo, ở đây họ bán quần áo các bạn. Ở đây quần áo nhìn nó cũ vậy thôi á, nhưng mà mình nghĩ giá của nó cũng rất là đắt. Yeah, như cái này là 100 đô này. Wow. Áo này cũng rất là đắt. Nhìn vậy thôi nhưng mà nói chung là nó cũng tùy, người ta có sở thích, người ta mua đồ cũ người ta mặc. Mình nghĩ không.
Đây là đồ trang sức này. Đồ trang sức cũng rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là người ta lựa hết mấy món đồ đẹp rồi. Không có. Yeah, không có đồ gì. Đây. Mình đi làm vòng tiếp theo xem. Cái đồng hồ này cũng rất là đẹp. Hỏi thử xem cái này người ta đã có người mua rồi. Họ nói là có người chưa có bán nhưng mà có người đặt rồi. Mình không biết là họ có bán hay không. Này thì mình không biết giá như nào. Cái đèn này. Đây, mình coi cái đồng hồ này. Ok. Mình coi cái đồng hồ này xem sao. One way. Cái đồng hồ này thì mất quả lắc rồi hay sao, mất cả tạng. Đây có quả lắc rồi cái pendulum. Thì mình có coi cái máy. One more time. Yeah, đây là cái máy của cái đồng hồ này. Nó nhìn rất đơn giản thôi, nhưng mà cũng rất là cũ. Okay. $300. Còn... Người ta đòi mà. Yeah, bây giờ là $150. Để mình suy nghĩ coi xem sao. Mình có nên mua không? Yeah. Đồ. Giỏ. Túi sách. Đồ trang. Đây đồ trang sức. Okay. Đấy, có nhiều đồng hồ đeo tay này. Mình xem có cái đồng hồ đeo tay nào mình mua được hay không. Không có. Sure, yes. Yeah, đây không có cái đồng hồ nào mà mình thích. Đây người ta gọi đồ bạc. Yeah, tranh rồi các thứ nọ. Chắc giờ không còn cái gì để mua nữa. Cũng rất là rộng. Và bây giờ mình sẽ trả tiền cho cái đồng hồ này á. Yes. Ok, mình sẽ trả tiền cho cái đồng hồ này rồi mình sẽ mình thích đồng hồ này quá nên mình trả cái đồng hồ kia lại, tại vì nó mất cái quả lắc á nên mình không có ấy. Mà cuối cùng mình cũng mua cái đồng hồ này $150 này. Về thì mình sửa, cái này thường thường thì bán cho người Mỹ người ta sẽ thích hơn. Bây giờ mình sẽ đưa cái đồng hồ này về rồi sẽ quay cho các bạn coi sau. Cuối cùng mình cũng đã mua xong chiếc đồng hồ đầu tiên. Mình định mua cái đồng hồ Itaka kia, nhưng mà vì nó mất cái quả lắc và đồng hồ nó nhìn nó hơi cũ nên mình không biết mình có sửa được không. Thì mình quyết định mình đổi sang mình mua cái đồng hồ tạ này. Thì nó đồng hồ sẽ chạy bằng một tạ. Và mình nghĩ là, mình đoán là cái đồng hồ này sẽ từ thế kỷ thứ 18. Nó sản xuất năm 1750 hoặc là cuối thế kỷ thứ 18 gì đó. Thì
mình mua về mình sửa, rồi mình sẽ tìm khách hàng để mình bán. Bây giờ mình bắt đầu lái xe về thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì có gì những cuộc hành trình tiếp theo mình sẽ ghi lại và quay lại cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn nhiều.